Bắt đầu thích tầm em thông qua Instagram, nhưng để ngỏ lời thì anh lại chả dám. Tình cờ thấy em up hình trên dòng tin, nhìn em một hồi và đã bị dính thính. Thế là vội vã follow. Cả ngày hôm đó anh cứ cười như là vừa trúng xổ số. Thằng bạn kế bên cứ nhìn anh mà bực bội, tính giả là anh đã bị em làm lạc lối. Ứng dụng anh vào giờ là Instagram, nhìn thấy hình em thế là double tap. Gửi em trái tim xuyên cả Google Maps, cái anh đang chờ chính là câu hồi đáp. Ứng dụng anh vào giờ là Instagram, vào nhìn thấy em thế là double tap. Gửi em trái tim xuyên cả Google Maps, cái anh đang chờ chính là câu hồi đáp. Mặt trời hôm đó có phải là em, tia nắng từ em không hề thua kém. Cảm nắng vì một nụ cười rất duyên, anh muốn càng đậm để mà bắt chuyện. Nhưng mà em à, mọi chuyện đôi lúc cũng chỉ là lý thuyết, nếu thực hiện được thì anh nghĩ sẽ rất tuyệt. Hồi đáp của em là một điều rất đặc biệt. I've been falling in love with you from the Instagram, nơi tình yêu đến với em từ sự tình cờ. I've been falling in love with you from the Instagram, chờ đợi hồi đáp duy nhất từ anh, oh baby. Và dù nếu em không thích anh từ tự do trái tim, thì em đã không phải mất công để kiếm tiền. But when to come to me from the Instagram, khiến em phải nhớ nhau và mong chờ. I've been falling in love, oh sau trái tim, anh là người bay lên.